đây em không còn khóc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Duy Tú nè các bạn ơi. Khi nào mà các bạn thấy anh Khánh xuất hiện chung với mình thì chắc chắn hôm nay sẽ làm clip cho anh chị Tiền. Bây giờ là 1:41, tranh thủ làm cái clip này hoặc là mau để mà cho anh chị Tiền. Bà không có biết được là ngày hôm nay mình làm video cho anh ba các bạn ơi. Ok các bạn ơi, đây là điện thoại của chị Tiền nè. Nó rất là nát luôn, nó cũ rồi. Nát hả? Bãi đi. Hanh Niên. Chào không phải rồi. Chẳng còn sai được mà. Bây giờ mình sẽ gỡ ốp lưng ra cho các bạn xem nha. Đây là cái điện thoại của chị Tiền nè các bạn ơi. Nè, bởi cho ngồi mình sẽ gỡ ốp lưng ra nha. Con iPhone 6 này lúc trước mình mua để mà tặng bà ấy. Nhân dịp bà được 100.000 người đăng ký nè các bạn. Thì nó rất là cũ rồi. Hai đứa quay lỡ lòng gớt cái kiểu thì nó đã nứt ra như thế này nè. Nhưng mà không sao các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video tặng điện thoại cho bả. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái iPhone 6 này. Mình sẽ nói cho bạn biết nè, là mình sẽ lấy con iPhone 6 này, mình sẽ bắn bằng keo. Cái đó gọi là keo gì? Keo... mũ. Đúng rồi. Mũ cái đầu không? Cái gì? Súng bắn keo, cái mũ chứ vậy? Mình sẽ dùng cái súng bắn keo để mà bắn tất cả các khe hở trên cái iPhone 6 này. Ở đây có rất là nhiều khe hở luôn nè các bạn ơi. Đặc biệt là cái nút này nè, cái nút mà mình ghim chui vô để mà sạc á. Đặc biệt là cái camera này, nút home, các kiểu rất là nhiều. Để mà thực hiện cái clip cho anh bả thì mình phải lấy tiền để mà mua iPhone 7 các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ mua cũ lại của người ta. Tại vì iPhone 7 bán ngoài thế giới di động á, nó khá là mắc, mua cũ xài được rồi. Nhưng iPhone 7 nó có xe play không? Xe play. Quan trọng vẫn là cái camera của cái con iPhone. Camera này mình dùng quay rất là nhiều clip video của mình với chị Tiền. Tuy là nó nứt nhưng mà vẫn còn xài được. Ngày hôm nay mình sẽ tận dụng nó làm thêm một cái video cho các bạn xem nha. Ok, và nếu như các bạn nào thích video này, thích ý tưởng này của mình, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình phải đi ra ngoài đây để mà mua điện thoại cái con iPhone 7 cũ đã qua sử dụng nhưng mà hàng của nó vẫn 97%. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài cái tiệm điện thoại quay cho các bạn xem nha. Đi thôi. Có điện thoại mới này nè các bạn ơi. Mình mới chạy đây đằng kia để mà mua. Lộ bộ đi gần để kết bên luôn. Đi lộ bộ đây, nó nguy hiểm lắm vậy mày. Cái ra phong cách bây giờ là đi bộ, đợi nắng nguy hiểm lắm. Mình đang đi vô nhà các bạn. Tưởng tao đi được quyền chứ. Kèo, điện thoại rất là quan trọng luôn. Hay là con iPhone 7 nè. Mở hộp iPhone này ra nha. Nè, luôn. Nãy để nãy giờ bụi không? Rồi bây giờ mình sẽ đặt chưa đừng có đi dưới đây đi. Mình sẽ mở điện thoại này ra. Máy wifi rồi xong tải Zalo về các kiểu rồi các bạn ơi. Điện thoại này là 128GB, mình mua với giá là 6.200.000. Đây là cái điện thoại của mình mới vừa mua. Úp lưng. Giờ mình gắn cái ốp lưng, thôi khỏi gắn luôn đi. Cái bảo hành điện thoại nè các bạn ơi. Đây là quá đơn. Trời trời, hiệu tranh này con đĩa vậy. Đó giờ mình chưa bao giờ sử dụng cây súng này luôn á. Mình nghĩ là để biết đúng không đó, biết cái lỗ nằm đâu không? Biết. Đâu có lỗ đâu? Lỗ này nè. Rồi mình ghim điện vô, nó nóng lên rồi mình sẽ bắn. Bắn sao? Bắn từng cái lỗ hổng trên cái điện thoại này nè, bắn hết luôn. Bắn cái con này để mà mình thả xuống nước coi là nó có chống nước hay là không. Nếu mà nó không có chống nước thì nó sẽ banh luôn, nó sẽ hư luôn. Uổng cái điện thoại này luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình bắn hết thì nó xuống nước thì nó sẽ không có bị gì đâu. Mình nghĩ là nó không có vô nước luôn á. Do mình nghĩ thôi, còn không biết là nó có hiệu quả hay là không thì mình chưa biết. Ok, cái điện thoại mới mua rất là quý. Của bả này các bạn ơi, nãy giờ mình mượn chơi đã rồi. Bây giờ mình sẽ đem vô trả bả. Bả đang ngủ chỏng, khi nào mà bả thức thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Còn bây giờ bả đang ngủ, mình không thể nào phá giấc ngủ của bả được. Ok, bây giờ mình sẽ đem điện thoại đi vô trả. Đi vô trả. Chà, đồ ngủ ngon ha. Có con mèo nữa. Có bảo bảo của anh nữa. Thôi, để đợi tới để nó thức rồi cho. Trưa không có. Để cầm anh hôn cái. Cầm anh cũng muốn hôn cái.
Tưởng anh hôn bà chứ. Đây đây, có chút không kẹo vô. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô cái súng bắn keo này cho nó nóng. Nó thôi, nó còn ngủ mà mày cứ lớn nữa. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô. Đợi một tí á, là bả hức là vừa bắn luôn các bạn ơi. Đợi cái này đi. Rồi, đi ra thôi, đi ra, đi đi. Mình mới đi ỉa. Biết là bây giờ hức chưa, nãy giờ mình ở trong nhà vệ sinh hơn tiếng rồi. Bây giờ đi ra, nực quá. Không biết là nó hức chưa nữa. Anh nghĩ là nó hức chưa. Nó thích rồi, anh nghe nó tiếng nói chuyện nó nãy giờ mà. Thích rồi, vô đi. Chị cục Giang, em làm gì vậy? Đúng TikTok chưa? Đúng TikTok hồi nãy em mới mua cái này vui lắm á. Hôm sẽ vô review cho chị coi nè. Thì bữa nay tao cũng làm YouTube mày. Yeah. Bình thường có đâu à. Mua cái này về không biết là nó có xài được hay là không. Em mới chạy đi mua về. Rồi em sẽ ghim điện vô. Chị biết em mua cái dòng gì? Cái súng bắn keo á. Mua đó là ông cũng đòi gì để đó. Bắn chi vậy? Để bắn bắn anh gì đó. Coi nha. Mua về bắn gì mới được? Thì em bắn chứ bắn gì? Bắn chơi vậy hả? Ừ. Rảnh quá. Không ai trên đời không ai thấy rảnh như nhỏ này luôn á. Anh em tắt đi quay hoài luôn á. Cho em mượn nha. Gì vậy anh em? Cho mượn xíu đi. Cái em họ này, cái điện thoại chỉnh clip đó anh em. Bây giờ không, bởi nó bởi tan nát thì hết bởi rồi mà, sao nó rồi? Bởi tan nát hết rồi. Bây giờ cho em mượn, em sẽ chơi cái trò này hay lắm. Chơi gì? Bắn súng, em bắn súng. Anh em đi, cho nó mượn đi rồi đó. Cho nó mượn đi đã, tao đang làm clip. Cái gì vậy, bắn súng gì vậy? Đó, ghê chưa? Đây là cái súng gì vậy? Lần đầu gặp luôn súng gì vậy? Rồi ngồi súng đây. Thiệt luôn là lần đầu gặp. Ủa làm clip gì mà coi súng? Chưa, cái này em mơ điện thoại của chị vậy? Bây giờ em bắn cho chị coi nè, bắn thử cái gì? Đó. Em bắn cái điện thoại này giống như là đâu có, bây giờ đâu có đồ giặt gì để mà thí nghiệm đâu, dùng điện thoại chị bắn luôn cho chắc. Bắn mà có hư. Nó hư hay không thì em không biết. Thì em không biết. Ơi em muộn. Không chơi gì rồi. Có một cái điện thoại một các bạn ơi. Cho ngủ. Thôi đi em ơi. Bây giờ không sao đâu mà yên bây tâm giờ đi. Chị không cần. Cái này nó bắn ra cái chữ gì hay là bắn cái gì? Bắn ra keo á. Ủa là sao? Bắn ra keo là sao không hiểu? Không phải súng bắn keo lúc giờ nói hả? Ừ. Tự nhiên bắn vô điện thoại làm gì? Bắn vô làm mẫu vật thí nghiệm. Bắn luôn thì bắn luôn. Anh ơi em sao thấy điện thoại em nguyên đây? Điện thoại chị nó rồi hả? Đúng rồi. Cái gì vậy? Em bắn. Yên tâm đi không sao đâu, cho nó làm thí nghiệm. Trời. Ghê quá. Ủa làm thí nghiệm là sao, nó này chốc ra không? Không, cái này nó tan nát. Bắn một cái màu là điện thoại mới luôn. Mới coi trên TikTok đó. Bắn một cái màu điện thoại mới luôn. Hơi bắn vô hay nó nứt nữa hả? Tại gì vậy? Ủa bắn như chứ nào hả? Bắn thành điện thoại mới luôn mà. Bắn hết nứt luôn hả? Ghê vậy? Ghê vậy? Chứ sao cho em nè. Má lần đầu tiên tao bây giờ nó cái súng bắn keo chứ lần đầu tiên thấy luôn á nha. Thì nãy anh nè. Ủa tự nhiên bắn vô mấy nút làm gì vậy? Bắn này để nó bị hở không thôi rồi nó tét nữa đó. Kỳ vậy. Bắn càng bắn vô càng mới, hiểu không? Hiểu không? Là bắn vô là sao bắn nữa mà càng mới. Thì mình bắn vô cái nó chắc chắn cái mới vậy á. Lột ra được không? Lột ra được bình thường, lột ra là điện thoại mới luôn. Nó chỗ lạnh lên đi. Bà mẹ làm sao ha? Cái này keo có dính tay không vậy? Ủa nó có nóng không vậy? Keo này có nóng không? Cái lỗ này là anh ơi em bắn cho đó hư điện thoại luôn đó. Hư đâu mà hư, nóng điện thoại hả? Nóng cái tay em nè kìa. Chị thấy nó càng ngày càng nứt kìa. Mới sao mới ra tiệm có điện thoại mới chứ sao? Này, tao hùi chứ. Nó đang chảy mà đừng có đụng vô em coi. Là sao? Thì em bắn cho nó. Trời. Này, quan trọng nhất là bắn ở này nè, bắn nhiều vô anh em. Chị thấy nó vẫn còn nứt kìa, gọi sao giờ? Chị thấy nó nứt gì thôi nhưng mà mình lột keo ra là hết nứt rồi. Lột keo, đâu lột ra thử đi. Chưa chưa, bây giờ chị đi theo em đi. Chị có một cái điện thoại một đó, em trả điện thoại chị đi. Chị em cầm thử nghiệm, không cầm gì hết vậy lần nữa. Giờ em trả cho chị đi. Nào bây giờ chị đi ra đây coi làm nè. Em chỉ cần mở điện thoại ra là thành điện thoại mới luôn. Thanh Ly này chị cũng thấy đúng không?
giờ em sẽ đi ra đây mở điện thoại chị coi nha. Anh ơi mang dép ngược chúng ta luôn. Bây giờ em sẽ làm cho nó mới một cách mới tuyệt vời. Trời luôn. Cái gì vậy? Nó bơm đầy nước lên làm thì mở chị nó mới. Rửa lại cho mát đó. Rửa gì? Rửa điện thoại cho mát. Thôi đi chị lại em mua tú như xanh này em ơi. Cái chèn mớ không cũng nội tao trả lời đó giờ chị có nhìn thấy ai phân xác à, mày coi nói vậy thôi chứ nhìn à, mở keo ra là mớ liền nè à. Mở keo ra cho coi tốt ôi nó sẵn ừ nên tự nhiên rót thao nước chị trời ngáo cười con người chết gì rồi vậy, em làm gì ơi em gì nè em sẽ làm cho cái điện thoại này mới 1, 2, 3 hai ba à trời trời ơi cái điện thoại này chút nước để mở thì coi nè chùi đi rồi em sẽ mở nè, coi coi nè đó không đó nè còn nứt luôn nè lại sao điện thoại sao nứt. Có lạnh không đó còn lạnh tháo keo ra mới lạnh đó chuẩn bị đây nè cái miếng nè đó đâu có vô nước đâu đúng không đó thấy không ghê không đó 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 tháo keo ra vẫn bể rồi thấy không tháo keo ra vẫn bể rồi nó hư rồi thì đưa đây coi thôi mở rồi. Rồi tắt luôn rồi. Cái điện thoại này nó sẽ lạnh em ơi, chắc chắn nó sẽ lạnh nhưng mà ra tiệm điện thoại nó mới lạnh. Tao quýnh cái chết chó. Làm hư điện thoại dạ, của chị luôn nè. Mở không có lên nữa rồi. Không lên thì hư gọi gì nữa. Không có trả. Chết mẹ. Má nó giận thiệt rồi. Má. Chết mẹ nó giận thiệt rồi. Má nó giận thiệt rồi kìa con. Giờ làm sao? Làm sao nữa thì nãy điện thoại kia tao quất cho nó đi mà. Chỉ chứ nó có cái điện thoại mà chỉnh clip à. Mà làm hư có nó mọi người hết lên luôn kìa. Đi vô. Đi vô đi. Chạy ơi. Trời 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 đâu hả? Má xài đồ về luôn. Thôi điên quá à. Nó đủ quán ra. Đủ quán ra. Ai thêm mắt dại đợi em đi ra chị đây em đang cắn mà nha không có đi về thôi đừng có về em ơi chị em biết là chị có một cái điện thoại chỉnh lý mà thấy em làm giờ chị nghĩ làm YouTube chị về luôn thì nó hư rồi bây giờ làm sao giờ làm sao ừ hư rồi giờ làm sao nó hư rồi ơi gì vậy? Khóa. Kiếm nó vô đây. Ơi. Khùng hả? Thôi tao giỡn với tao cho mày thôi à. Khùng quá. À. Đi vô nó mua thoại mới cho mày tao cho mày đã thấy mày xài điện thoại cũ bãi cho mày. Bãi giờ. Ờ tao tao đi vô. Tại nó thấy mày có cái điện thoại cũ làm clip hoài mua thoại mới cho mày á. Em có điện thoại mới cho chị. Thôi đây. Em đánh nó lại. Em nè chị ngồi xuống đi. Giờ chị ngồi về. Thì chị ngồi em đó làm hư điện thoại của chị rồi đó. Em có làm hư đâu. Bây giờ em mở nó ra thì sẽ có điện thoại mới. Thôi mới gì? Coi đây. iPhone hả? iPhone đựng trong đây chắc điện thoại của Bắc. Của Bắc quá. Làm gì có tiền mua điện thoại mới? Đó, ngạc nhiên chưa? Cái iPhone 7 này là iPhone 7 này là của em, còn cái đó em mua cho chị đó. Em cũng có iPhone 7 nên là mình xài điện thoại cặp giống nhau. Đó, cái này em mới mua cho chị, còn cái này là của em bữa em mua. Có tiền đâu mua? Thì tiền của người ta làm YouTube chứ đâu. Hai đứa mình đang xài điện thoại cặp giống nhau nè, thấy chưa? Điện thoại em cũ rồi. Này em mua cho chị điện thoại mới, giờ muốn về quê nữa không? Về quê thì giờ đi, cái này là của tôi. Về sao? Không có về quê. Nhưng mà điện thoại của người ta cũ em cũng phải để cho nó lập kỷ niệm. Tự nhiên em đem đi em để theo vô giờ mất thêm rồi nè. Có gì mà, đâu. Nghĩ mở nguồn lên luôn thì rồi. Thì mình ra tiệm điện thoại di động mình sửa. Vậy cái này là của tao, tao sẽ để lành tao làm YouTube. Chứ gì nữa? Quýnh hay bà bây giờ
cái này nè. Bây giờ cái này nè. Có gì em xem em thôi. Vậy thôi, chị lấy cái đó đi rồi em sẽ lấy cái này. Không, đưa đây. Vậy cái này là em thường cho chị. Ôi ôi ôi. Đưa đây, em là người gái em thường. Cái điện thoại chị tuy là iPhone 6 thôi nhưng mà iPhone em làm hư. Kỷ niệm của chị nè, em sẽ thường là iPhone 7 hết rồi. Đây em cầm chị ở bên cạnh. Không. Chị trả. Bây giờ chị có điện thoại rồi chị sẽ về quê luôn. Cảm ơn điện thoại em nha. Đứng lại, đứng lại. Quá nó dám về mới sợ. Ừ. Nó sẽ không bao giờ dám về đâu các bạn ạ. Từ đây em không còn khó. Sao chị dặn em? Chị đâu đi dạy mẹ. Đúng rồi. Đem điện thoại này đi sửa. Nè, ra tiệm điện thoại mình sửa các bạn ơi, chứ không phải nào mà làm cho nó hư được. Mình lỡ rồi, lỡ dạy thôi, nhưng mà không sao. Nó có điện thoại mới rồi kìa. Vui không? Đã like chứ không quen bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn. Bye bye.